Đây là gian hàng giới thiệu sản phẩm của phố cổ Đồng Văn. Đây là các loại mật ong này. Đây là các loại sản phẩm về thổ cẩm, áo này, túi sách này, khăn này, hộp này, vân vân. Đây. Đây là giới thiệu các loại rượu, rượu ngô bình là rất xinh. Tầng trên tầng dưới rất xinh, rất đẹp luôn, rất đẹp, trang trí đẹp, ngõ đẹp, xinh. Rượu thì chắc là tuyệt vời, nhìn thế này thì biết là đẳng cấp rồi. Bên này là cũng là các loại mật ong. Đây thì là đây là các loại rượu mật ong. Rượu mật ong. Dưới này cũng là các loại rượu mật ong. Đây là các loại tam giác mạch. Đây là bánh đặc sản cao nguyên Đồng Văn tam giác mạch. Các loại bánh tam giác mạch. Đây cũng là các loại mật ong của các hãng khác nhau. Đây là các loại mật ong. Trên này rất nhiều mật ong luôn. Rất là nhiều. Đây là các loại chè. Chè san tuyết. Mình đã nghe thấy nói về chè san tuyết rất là nhiều. Thì chắc là cũng phải làm một gói để về uống này. Đây là các sản phẩm bánh quế tam giác mạch. Đây là mật ong hoa bạc hà po mỹ. Đây, mật ong hoa bạc hà po mỹ. Đây là các loại ớt gió ngâm. Thì cái này không biết là dùng để làm gì. Để công dụng là để ăn thôi, công dụng là để ăn rồi, mình tưởng để xoa bóp, nhưng mà ăn trực tiếp hoặc là để cho vào chế biến nước chấm. Các loại này, đây là cũng là các loại mật ong. Trên lắm mật ong nhỉ, rất lắm mật ong, đâu cũng thích cả mật ong. Sang ra bên này thì đây là các loại đây là các loại rượu, bình to bình nhỏ này, các loại các cỡ này, các loại rượu. Đây là cái gian này là gian mật ong bạc hà, mật ong bạc hà, các loại mật ong to nhỏ các loại khác nhau, các cỡ rất đẹp. Các can này là cũng là mật ong bạc hà đựng can, còn đây là mật ong bạc hà Đồng Văn Ngọc Trang. Đấy, giá cả thì cũng rất là đắt, nhưng mà chất lượng thì sao là tuyệt vời. Gian này thì là xoa bóp ấu tẩu, các loại dầu xoa bóp để cho đỡ đau xương khớp đây. Đây là trang phục của đồng bào dân tộc, là trang phục mẫu. Ở gian này thì có các loại đồ chơi. Đây là biểu tượng của cột cờ lũng Cú này, định chủ quyền của quốc gia này. Đây là các cái sản, các cái đồ vật dân tộc. Đây là cái cối xay, đây cũng là cái cối xay. Đây là
đây là cối xay ngô, đây đều là cối xay ngô chứ không phải là cối xay lúa. Đây là các loại khèn, khèn đồ chơi. Ở dưới này cũng là rượu. Đây là cái gì đó mình chưa. Đây là trà hoa cúc mật ong. Đây các loại sản phẩm này mình cũng không thuộc hết đâu, nhưng mà thôi để quay để xem này, cho mọi người nhìn thấy sản phẩm thôi. Đây là hồng trà san tuyết này. Đây là quả ốc chó. Đây là quả ốc chó. Đây là các chai rượu ngâm chữa sâu răng. Nếu ai mà bị bệnh sâu răng thì sẽ dùng những cái lọ này. Còn đây là rượu xoang, rượu xoa bóp Nguyễn Thái, xoa bóp xương khớp đây. Đây là trà đan tuyết. Sang bên này thì trà sơn mật, các loại trà. Đây là các loại trà. Đây là lá sông giải cảm cúm các loại. Đây là trà sơn này. Đây là các loại hạt dổi. Đây là các loại, đây là trà chập chéo. Chập chéo này chấm xoài này, xoài xanh này. Tuyệt vời luôn. Đây thịt rất ăn liền. Đây là thịt rất sắc sấy khô đây. Đây là thịt bò khô gác bếp. Đây là các loại thực phẩm. Đây nấm hương các loại. Đây này. Đây là mộc nhĩ rừng. Đây là cây mú tình. Cây mú tình này mình năm nay mình mới nghe là cây mú tình. Cây mú tình là công dụng của nó là cây mú tình là bù bong nậu, nổi bật với công dụng tăng cường sinh lý nam giới, chữa các bệnh về sinh lý nam, chữa đau nhức xương khớp. Cây dược liệu này gắn với câu chuyện con lợn được ăn nhầm mú tình phá chuồng tìm, đòi giao phối với lợn cái đấy. Nếu ai mà những đấng năng nhi mà cần cái công dụng như là vừa nêu ấy thì hãy tìm đến cây mú tình nhé. Còn đây là ai mà mất ngủ này, thuốc ngủ đông dược này. Đây táo đỏ, các loại táo đỏ này. Đây là cây tầm gửi nghiến. Cây tầm gửi nghiến thì chắc là cây nghiến cô đơn này ở trên chỗ đường đi ấy, thì chắc là nhiều, thì nhiều tầm gửi lắm đây. Đây là trà hoa hồng. Trà hoa hồng các loại. Đây là cây sạ đen. Đây là trà dây rừng. Các loại công dụng mình cũng không thể biết được. Đây là nụ hoa tam giác thất, nụ hoa tam thất. Nụ hoa tam thất, mình cứ nhầm là tam giác mạch rồi là tam giác thất nhưng không phải. Đây là nụ hoa tam thất. Đây là thuốc chữa đau xương khớp các loại, tầm gửi gạo tía là vân vân. Đây là sâm cao. Đây là nụ hoa tam thất vừa nãy. Đây là măng, các loại măng. Măng nứa này, măng nứa. Và dây thìa canh. Đấy. Trên là dây thìa canh, dưới là măng nứa. Đây là các loại đồ chơi cho trẻ em. Đây là các loại dao. Công cụ gia đình. Bên này giống như bên kia là các cái sản phẩm thổ cẩm của đồng bào dân tộc, túi sách này, gọi là ví này, bóp này, mũ này, vân vân. Còn đây là các sản phẩm bằng đá, chế tác đá. Sang đây rượu ngô men lá này. Rượu ngô men lá này chắc là đấng nam nhi uống là thích lắm đây, không say đây mà êm dịu lắm này, chắc không có mùi nữa là về nhà các bà vợ không kêu đâu được. Đây là rượu tam giác mạch thì chắc là cũng tuyệt vời lắm này. Rượu này mà uống thì ông uống nhưng mà bà khen ngon đấy. Còn đây là ngô nếp chiên các loại. Đây là tỏi đen cô đơn. Đây tỏi đen cô đơn thì không biết là có trồng cùng với lại cây nghiến cô đơn không. Không biết. Đây cũng là ngô nếp chiên các loại. Đây là bột sắn dây các loại.
như là táo mèo sấy dẻo, sấy dẻo các loại. Đây là gạo lứt, gạo lứt. Đây gạo lứt xạ đen. Đây là muối ngâm chân. Đây là trà hoa cúc mật ong mà đã giới thiệu rồi. Đây là bánh hoa, bánh dẻo tam giác mạch. Bánh dẻo tam giác mạch. Đây là miến rong. Thế thì vào cái gian hàng giới thiệu sản phẩm của Đồng Văn thì mình cũng quay lại để giới thiệu với các bạn. Nếu như bạn nào mà chưa có dịp đến với Đồng Văn thì cũng lướt qua cái video này của mình để biết thêm là trên Đồng Văn này thì có rất là nhiều các sản phẩm và chất lượng, là các bạn suy nghĩ lựa chọn, và đến bao giờ mà có dịp đến Đồng Văn thì các bạn vào ghé và đến mua. Xin cảm ơn.